Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tới nội dung kiến thức trong chương học số 4, đó là Data Fetching ở phía server. Thì đây là một kiến thức cực kỳ quan trọng trong Node.js, giúp chúng ta có thể pre-render dữ liệu trước ở phía server ha. Thì trong chương học này, chúng ta sẽ trải qua các nội dung chính như sau. Ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có khoảng 5 nội dung chính. Thì đầu tiên, trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là tại sao chúng ta cần phải có Data Fetching ở phía server. Và cái thằng Data Fetching này, nó khác gì so với cái ứng dụng Vue.js thông thường mà chúng ta làm ha. Tại vì ứng dụng Vue.js thông thường, chúng ta cũng có fetching dữ liệu từ phía server đúng không? Ok, thì trước khi trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái phần demo hoàn toàn giống với ứng dụng Vue.js thông thường để chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn ha. Rồi, trước khi đi vào bài này thì chúng ta cần phải start một số dịch vụ như sau. Thứ nhất là thằng SAM, được chưa? Thứ hai là thằng MySQL. Và thứ ba là chúng ta sẽ quay trở lại mã nguồn của thằng Node.js để mình gọi câu lệnh là Yandex. Vậy thì bây giờ các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cái server đúng không? Một thằng là localhost với port là 3000 và một thằng là localhost với port là 80, mặc định của thằng SAM. Ok, bây giờ mình sẽ truy cập lên phần đường dẫn này, chúng ta gõ là localhost 3000. Tương tự mình sẽ mở luôn cái thằng mục red lên ha. Localhost port là 80. 80 thì mặc định mình không cần ghi gì cả ha, chúng ta chỉ cần ghi là xuyệt thôi. Đi vào trong thư mục là vkb API test này, rồi sau đó trỏ tới cái thằng là vkb json. Thì nếu như bạn nào mới đầu tiên cài bộ Red mà chúng ta chưa có truy cập được vào cái link này á, thì các bạn nhớ là chạy trước cái link này một lần ha. Chạy trước cái thằng này một lần đã ha. Đây, chấm hỏi, Red root này, VKB rồi V2 này. Rồi sau đó mình sẽ truy cập vào cái link này. Ok. Rồi, vậy thì trong thằng Vue.js lúc này các bạn đừng quan tâm tới thằng Node.js nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ giả sử một cái lời gọi API ở phía server giống như ứng dụng Vue.js thông thường. Đó là chúng ta đặt những cái phần này vào trong lifecycle của thằng Vue đúng không? Ok, thì bây giờ các bạn truy cập vào trong index ha. Đây, vào trong trang chủ của mình này. Chúng ta sẽ tạo ra những cái lifecycle rất là bình thường trong Vue.js thôi. Ví dụ như là created chẳng hạn. Đây, mình sẽ gõ tắt ha, về created này. Nó sẽ ra cho chúng ta một cái hàm như thế này. Thì cái hàm này mình đã biết rồi ha, trong kiến thức về lifecycle của Vue.js. Nó sẽ chạy trước khi render, đúng không? Nó sẽ chạy trước khi render. Mình sẽ ghi là created run chẳng hạn. Và sau đó kiểm tra ở trên trình duyệt ha. Vào trong phần console này. Ví dụ chúng ta reload lại trang. Thì bây giờ các bạn thấy là rõ ràng cái thằng created run này. Nó cũng chạy một lần ở phía server. Đúng không? Nó cũng chạy một lần ở phía server. Và nó cũng chạy một lần ở phía client. Đây là cái đoạn được khai báo khi mà nó chạy phía server này. Đó. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thử gọi API nằm trong cái chỗ này. Xem coi chuyện gì sẽ xảy ra ha. Thì gọi API rất là cơ bản rồi. Trước khi chúng ta cài đặt thằng ACS á, thì mình sẽ dùng một cái thằng mặc định của JavaScript ha. Nó có sẵn rồi, nó chính là cái thằng fetch này. Nó cũng tương tự như ACS thôi. Chúng ta dùng nó để gọi API. Bây giờ mình sẽ gọi một cái API, ví dụ như là chúng ta sẽ get về danh sách category để mình hiển thị ra UI chẳng hạn. Đây, gọi rất là cơ bản thôi ha. Chúng ta chỉ cần ghi là fetch này và truyền vào đây cái phần URL. Thì mặc định nó sẽ coi như đây là một cái method get. Được chưa? Thì tương tự thằng này cũng return về cho mình một cái promise. Thì từ cái promise này á, chúng ta có thể chấm tới hàm tên, đúng không? Nhận về cái response. Đấy. Và ở trong đây chúng ta có thể thử ha, console.log cái phần response này. Mình thiếu cái dấu ngoặc này. Đây, console.log cái phần response. Rồi, ok, run lại ha. Thì lúc này chúng ta sẽ nhận được cái phần response. Tuy nhiên đối với cái thằng fetch này nó hơi khác một xíu với cái thằng ACS. Bản thân cái thằng ACS đã giúp chúng ta cái việc đó là chuyển đổi cái thằng response.body này về dạng JSON. Còn đối với cái thằng fetch này thì chúng ta chưa có sẵn cái cấu trúc JSON ha. Mình cần phải trải qua thêm một bước nữa để chúng ta chuyển về JSON. Chúng ta chỉ cần ghi là return response gọi tới cái hàm JSON. Đấy, rồi mình sẽ có thêm một cái hàm đen nữa. Và mình sẽ nhận được cái phần data. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thử ha, console.log cái phần data này, phẩy data này. Rồi, chạy lại. Ok, ở đây mình thiếu dấu chấm ha, thiếu dấu chấm ở cái đoạn phía trên này. Đây, ngay chỗ này, chấm một cái. Rồi, run. Bây giờ chúng ta sẽ nhận được cái phần dữ liệu bao gồm 5 object và nó chính là cái phần array. Đấy, cái này các bạn cũng đừng quá lo lắng ha. Nếu bạn nào chưa biết về cú pháp của thằng fetch thì các bạn có thể truy cập lên Google để tìm hiểu thêm. Ở đây mình chỉ demo cơ bản thôi. Các bạn chỉ cần hiểu là chúng ta gọi tới API của thằng Vue.js, mình sẽ nhận được cái phần cấu trúc dữ liệu JSON. Còn sau này trong project thực tế thì chúng ta sẽ dùng cái thằng ACS ha, cho giống với cái khóa học Vue.js. Rồi, bây giờ mình chỉ cần copy cái thằng này, bỏ vào trong cái lifecycle
Và các bạn nhớ là Lightcycle này nó chỉ chạy một lần thôi đúng không? Nó chỉ chạy một lần thôi. Và khi chúng ta lấy dữ liệu về rồi á, mình sẽ lưu nó vào trong một cái phần dữ liệu của thằng Vue.js. Ví dụ, ok, ở đây mình copy thiếu đúng không? Chúng ta ghi dấu ngoặc ha. Rồi mình sẽ thử console.log data này. Rồi, run lại một lần nữa ha. Reload lại trang. Ok, ở đây chúng ta có một cái phần dữ liệu. Thì lúc này, phần dữ liệu này mình sẽ tạo ra một cái biến nằm trong object của thằng view ha. Chúng ta sẽ ghi là v data. Rồi, ở đây mình sẽ ghi là một cái list category chẳng hạn. Đấy, tạm thời mình để nó là một cái array rỗng. Rồi sau khi mà chúng ta nhận được dữ liệu về, mình sẽ gán cho cái list.list category. Thì cái list này nó đại diện cho đối tượng view. Cái này chúng ta học rồi ha. Bằng với cái thằng data này. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem mình nhận được cái phần dữ liệu này hay chưa ha. Reload lại trang này. Vào trong cái phần view dev tool, chúng ta sẽ trỏ tới cái bay này. Đây, trỏ tới cái bay này. Layout bay default đúng không? Chúng ta sẽ đi vào thằng nấc ha. Rồi đi vào cái thằng base index. Ngay lập tức ở đây các bạn thấy trong phần dữ liệu chúng ta đã nhận được một cái array có 5 phần tử. Và nhiệm vụ của mình bây giờ chỉ cần render cái thằng này ra thôi. Chúng ta sẽ dùng vòng lặp for ở trong Vue.js ha. Ok, kéo lên phía trên. Các bạn sẽ thử bỏ ở đây. Chúng ta có một cái UL LI chẳng hạn. UL này. Rồi, bên trong mình có một cái LI. Thì cái LI này mình làm theo mức cơ bản thôi ha. Giả sử các bạn sẽ render cái category thì mình sẽ kiểm tra lại cái phần cấu trúc dữ liệu của thằng này nè. Ở trong đây các bạn thấy nó có một cái name đúng không? Hoặc là một cái slug. Chúng ta sẽ lấy dữ liệu này để hiển thị ra màn hình. Thì mình sẽ làm như thế nào? Cái này khá là quen rồi ha. Chúng ta chỉ cần về vòng lặp của thằng Vue.js đó là v4. Item. Item này ở trong cái gì? Ở trong cái thằng list category. Rồi, ở đây nó báo cho mình một cái warning. Cái này cũng khá quen nữa ha. Chúng ta phải có một cái vbind cho thằng key. Key này mình sẽ ghi là index ha. Đây, item chấm tới index. Index đây chính là ID, được chưa? Rồi, ghi là item.id. Và bên trong này mình sẽ sử dụng template của thằng Vue.js để mình hiển thị dữ liệu ra. Ví dụ chúng ta muốn hiển thị name đúng không? Chúng ta chỉ cần ghi là item.name. Rồi lưu lại ha. Và kiểm tra ở trên trình duyệt. Và kéo xuống phía dưới ha. Reload lại trang. Thì ngay lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta vẫn lấy được dữ liệu đúng không? Đây, đây chính là 5 cái phần tử nằm trong category. Chúng ta hoàn toàn có thể truy cập thêm để lấy thêm nhiều thông tin khác. Ví dụ như là ngoài name ra, chúng ta có thêm cái thằng là slug này. Ví dụ mình in luôn cái thằng slug này ra ha. Đây, gạch ngang, slug 2 chấm. Chính là thằng item chấm slug. Rồi, quay trở lại trình duyệt. Chúng ta cũng hiển thị được cái phần giao diện này. Vậy thì các bạn thấy là nếu như không có Node.js, trong Vue.js chúng ta hoàn toàn có thể gọi dữ liệu vào một cái server khác để mình render ra đây. Đúng chưa? Tuy nhiên lúc này các bạn để ý ha. Ở đây, nó được hoàn toàn thực hiện ở phía client side. Mình sẽ kiểm tra vào trong phần network này. Đây, reload lại trang ha. Đây chính là cái phần API mà chúng ta gọi lên cái thằng mục REST. Mình sẽ tạm thời clear cái này đi. Click vào thằng on ha. Rồi, refresh lại trang này. Chúng ta có một cái API gọi lên server của thằng backend. Mình sẽ check ha. Đây, category. Thì phần header. Chỗ này chúng ta đang gọi lên server của thằng mục REST. Và trong cái phần response chúng ta nhận được một cái array có 5 phần tử. Thì ở đây mọi thứ đều thao tác ở phía client. Cho nên là nếu như các bạn chuột phải ha và kiểm tra phần tử hoặc là xem nguồn trang. Đây, khi mà chúng ta xem nguồn trang thì các bạn kéo xuống phía dưới. Trong phần HTML của mình không có cái phần dữ liệu của cái thằng category. Nó chỉ có những cái như là header thôi. Thấy chưa? Header. Rồi có những cái như là menu. Rồi có cái logo. Còn ở đây chúng ta nhận được một cái UL rỗng này. Đây, các bạn nhìn kỹ ha. Rõ ràng chúng ta nhận được một cái UL rỗng. Cái UL rỗng chính là cái chỗ này. Đây. Tại vì tất cả những phần dữ liệu nằm trong LI á, nó sẽ lấy giá trị mặc định, chính là cái array rỗng. Array rỗng thì khi nó render trước ở phía server, nó sẽ không có cái LI ha. Nó chỉ có một cái thẻ UL rỗng thôi. Đó. Và bản thân thằng server của Node.js nó sẽ không có chờ chúng ta gọi xong API rồi nó mới trả về cho người dùng ha. Cái chỗ này nó sẽ không nhận diện được ở trong cái Lightcycle bình thường. Mà toàn bộ đoạn code trong này chúng ta chỉ được phép chạy ở phía client mà thôi. Cho nên là chúng ta sẽ học các kiến thức trong video sau để làm sao có thể gọi được cái phần dữ liệu ở phía server. Và mình phải làm cho cái thằng server của Node.js nó chờ chúng ta lấy dữ liệu xong. Rồi sau đó nó mới respond về cho người dùng và nó mới render ra trước cái phần HTML ha.
Đấy, cái chỗ này, cái mong đợi của mình là phải có đầy đủ các thẻ HTML, cả thẻ UL và cả thẻ LI thì nó mới gọi là server-side rendering. Còn hiện tại chúng ta đang làm theo kiểu này, là y chang như cái phần demo bình thường rồi ha, giống như ứng dụng Vue.js thông thường. Đó là single page application chứ không phải là server-side rendering, và toàn bộ cái phần này nó là client-side rendering. Trong video sau chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các phương thức và các cách thức để chúng ta có thể gọi được cái phần dữ liệu này ở phía server.